Kính chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024 trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quân đội có vai trò quan trọng trong giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Thị trường dịp lễ 2 tháng 9, nguồn cung giá cả hàng hóa ổn định. Đồng Nai cứu sống ngoạn mục bệnh nhi bị sét đánh ngừng tim ngừng thở. Phần tin thế giới. Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã phớt lờ cảnh báo về việc xây dựng cầu tàu nổi ngoài khơi Gaza để chuyển hàng cứu trợ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm nay đưa tin Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng MRLS 240 ly. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự buổi làm việc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quân đội có vai trò quan trọng trong giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu của quân đội. Quân đội phải được quan tâm xây dựng vững mạnh về mọi mặt, về nhiệm vụ giải pháp đến năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, chủ động nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chiến lược đề án dự án hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng, chủ động nghiên cứu đề xuất ban hành các chủ trương chính sách pháp luật về quân sự quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài, chủ động tích cực triển khai đồng bộ toàn diện hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Cũng trong sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội cho rằng thời gian qua, các vụ tai nạn cháy nổ xảy ra ngày càng nhiều, gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian qua. Nguyên tắc quy định trong luật này lấy phòng ngừa là chính, hạn chế thấp nhất sự cố cháy nổ. Khi có tình huống xảy ra, yêu cầu công tác cứu nạn cứu hộ phải nhanh chóng hiệu quả. Đại biểu đề nghị chính phủ sớm điều chỉnh quy chuẩn phù hợp với điều kiện hiện nay, đặc biệt cần tăng cường trang bị những thiết bị hiện đại phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng robot trong việc chữa cháy đảm bảo hiệu quả khi lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Đồng thời tăng chế tài với những công trình vi phạm, nhất là trong khâu thẩm tra và xử lý các công trình vi phạm. Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng cần tra soát phạm vi của luật để đảm bảo tính phổ quát của luật chứ không cá biệt hóa quy định cụ thể, phù hợp với sự phát triển trên tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư. Sau phiên họp này, Ủy ban Quốc phòng, An ninh phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo hỗ trợ cho Chính phủ cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu đầy đủ để hoàn chỉnh dự thảo luật để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8. Tin trong tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và các cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Trung Nhân cho biết, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả rất quan trọng, được sự ủng hộ đồng lòng của cán bộ công chức và nhân dân trong cả nước. Tuy nhiên, việc xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng là những việc chẳng đặng đừng, không hề muốn. Nếu những quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực được quán triệt nghiêm túc, thì công tác phòng ngừa sẽ đạt hiệu quả quan trọng. Tiếp đó, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương triển khai 4 quy định gồm Quy định số 114 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, Quy định số 131 về kiểm soát quyền lực trong kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, thanh tra kiểm toán, Quy định số 132 về kiểm soát quyền lực trong điều tra truy tố xét xử thi hành án và Quy định số 178 về kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật.
các nội dung được quán triệt là rất quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khẳng định sự nhất quán trong các mục tiêu, quan điểm, chủ trương của Đảng về kiểm soát quyền lực, thể hiện sự quyết tâm quyết liệt của Đảng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cái sự cần thiết của Bộ Chính trị ban hành 4 quy định này thì báo cáo đồng chí là hậu quả tác hại. Đầu tiên là hậu quả tác hại. Báo cáo các đồng chí là những cái lĩnh vực quan trọng mà được nêu ra, công tác cán bộ, chúng ta vẫn gọi là cái gốc của vấn đề là công tác cán bộ. Thì Bộ Chính trị ra quy định đầu tiên là 114 từ ngày 11 tháng 7 2023. Một trong những quan trọng rất quan trọng nữa là công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Người ta gọi kiểm tra giám sát của Đảng là công tác tư pháp trong Đảng, các đồng chí. Này rất quan trọng. Từ đầu năm đến giờ các đồng chí biết là hơn 4.000 đảng viên bị kỷ luật do tiêu cực, 230 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Thì cái kiểm tra giám sát này đã đến lúc người ta lại kiểm soát quyền lực của chính cái người đi kiểm tra giám sát. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn cho biết, hiện Đồng Nai còn 22 vụ án liên quan đến 3 trong 4 quy định được triển khai. Do đó, đồng chí Hồ Thanh Sơn mong muốn các đại biểu tham dự phải nắm chắc những nội dung trong các quy định của Bộ Chính trị, thực hiện nêu gương tốt để hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực tham nhũng. Và tôi nghĩ rằng là với 310 đồng chí có mặt hôm nay, vừa là chủ thể, cũng vừa là đối tượng thực hiện 4 cái quy định này. Nếu mỗi chúng ta đây là quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt, thì hình ảnh Đảng bộ Đồng Nai trong thời gian tới sẽ tốt, sẽ sáng hơn nhiều. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các cán bộ chủ chốt của Đồng Nai tiếp tục quán triệt các quy định trong cán bộ cơ quan ở đơn vị mình, đặc biệt là tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, có thể tổ chức thành sinh hoạt chuyên đề để quán triệt sâu các quy định cho cán bộ đảng viên, các cơ quan chức năng của tỉnh ủy tiếp tục tổ chức thực hiện, hàng năm có kế hoạch kiểm tra giám sát các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước đó, vào chiều qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp với các thành viên tổ biên tập chung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại cuộc họp, ông Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ biên tập chung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, đã thông qua dự thảo lần thứ nhất đề cương tổng quát báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo quyết định thành lập nhóm biên soạn. Trong dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 2 phần. Phần thứ nhất, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai kế hoạch soạn thảo và biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Phần thứ hai, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong 5 năm 2025-2030. Các thành viên tổ biên tập chung cũng đã cho ý kiến về các nhóm biên soạn văn kiện, nhóm tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình ý kiến, góp ý vào dự thảo văn kiện, nhóm biên soạn nghị quyết đại hội, v.v. Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các thành viên tổ biên tập chung với chức năng, nhiệm vụ được phân công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành công việc, tập trung xây dựng văn kiện đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc triển khai chiến dịch truyền thông nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, thực hiện đề nghị của Cục Thông tin Đối ngoại triển khai chiến dịch truyền thông hướng về lá cờ Tổ quốc nhằm lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024. Sở Thông tin Truyền thông phát động tới các sở ngành địa phương đồng hành triển khai chiến dịch truyền thông tại địa phương. Cụ thể về hình thức, trình chiếu hình ảnh cờ Tổ quốc Việt Nam toàn màn hình trên hệ thống thông tin điện tử, hệ thống màn hình LED ở các trụ sở làm việc, tòa nhà, khu trung tâm và màn hình ngoài trời do các sở ngành địa phương quản lý, gửi kèm hình ảnh tại mã QR code. Thời gian thực hiện vào khung giờ cố định 5 giờ đến 6 giờ sáng ngày 2 tháng 9 2024
và lặp lại vào các khung giờ khác nhau trong ngày. Chương trình tiếp tục với các tin tức kinh tế đời sống. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tăng trưởng tín dụng tính từ đầu năm đến giữa tháng 8 đã tích cực trở lại, tăng 6,25% so với cuối năm 2023. Đạt kết quả trên là do việc điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác. Điều hành tín dụng hài hòa với diễn biến kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá linh hoạt theo thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, từ đó góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng. Trong đó đẩy mạnh triển khai các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi như chương trình gói tín dụng 140.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội, đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, mở rộng chương trình cho vay 30.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản, v.v. Thưa quý vị, vào hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 29 về việc kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trong nước. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tập trung triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cụ thể sớm đưa vào vận hành các công trình dự án đầu tư, tạo năng lực sản xuất mới, khơi thông thị trường trong nước, có chính sách khuyến khích tiêu dùng, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực mà sản xuất trong nước có thế mạnh, còn năng lực sản xuất và thị trường trong nước có nhu cầu. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa, tổ chức các chương trình khuyến mại trên phạm vi vùng và toàn quốc, phối hợp với các địa phương tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, phân phối các sản phẩm OCOP, đưa hàng hóa đến các địa bàn vùng sâu vùng xa, các khu công nghiệp để kích cầu tiêu dùng. Thưa quý vị, dự đoán nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Các siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động lên kế hoạch từ sớm, đàm phán với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, đồng thời chủ động điều phối nguồn hàng trong hệ thống nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Ở trong những ngày này thì giá cả hàng hóa, các loại thực phẩm, rồi rau, củ quả tại các chợ truyền thống, các siêu thị vẫn đang được giữ một cách bình ổn. Dự kiến thì cái sự bình ổn này sẽ được kéo dài trong suốt thời gian trước, trong và sau lễ 2 tháng 9. Bởi vì hiện nay thì các tiểu thương cũng đã chuẩn bị một cái nguồn hàng là tương đối dồi dào và ổn định. Tại các chợ truyền thống, những ngày vừa qua, các mặt hàng lương thực thực phẩm được đảm bảo, giá cả chưa có dấu hiệu tăng. Sức mua từ đầu tuần đến nay được các tiểu thương ước tính tăng gần 30% so với ngày thường. Bên cạnh các mặt hàng rau củ thịt, nhóm các mặt hàng gia vị, thực phẩm khô như bún, miến, mì tôm cũng rất hút hàng. Cô đi mấy hôm nay, cô thấy cũng bình thường, không có cái gì bất thường hết. Giá cả thì nói chung là bán nào giờ, sao đến giờ cũng vậy, tôi cô thấy chứ không có vấn đề gì, không có vấn đề mà tăng giá hay gì, cô chưa gặp à. Còn không biết... Không biết tổng thể thì sao, nhưng mà những chỗ cô mua thì cô thấy nó cũng bình thường. Theo ban quản lý các chợ truyền thống tại Đồng Nai, những ngày gần đây, ngoài lượng rau củ là khá thiếu hụt do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi thời tiết, còn lại các mặt hàng khác vẫn được cung cấp dồi dào. Theo quy luật, giá cả hàng hóa các dịp lễ Tết thường tăng từ 10 đến 15% so với dịp thường. Tuy nhiên năm nay, giá cả hàng hóa trước, trong và sau lễ 2 tháng 9 được dự báo là sẽ không tăng, bởi hiện tại công tác công khai niêm yết giá được quản lý chặt chẽ, tiểu thương cũng đã chuẩn bị một lượng hàng vừa đủ để bán. Nên mà hàng hóa trong dịp lễ này giá nó cũng bình thường, không có gì là ổn định hết cơ. Ổn định hết, không có cái gì lên xuống hết, nó bình thường thôi. Mua thì nói ngay ra những ngày lễ, ví dụ như sắp tới hoặc 2 ngày nữa để lễ, là nghỉ ở nhà thì chắc ta đi chợ đông á. Chứ còn bình thường thì cũng bán cũng y vậy thôi, chứ không có đông đúc gì đâu con. Đối với các chuỗi cửa hàng tiện ích, các siêu thị, trung tâm thương mại, những ngày này có hàng loạt các chương trình khuyến mại lớn chào mừng đại lễ đã được tung ra. Có thể kể đến như chương trình giá sốc mỗi ngày mừng lễ lớn của hệ thống Go, Bixi với mức khuyến mại lên 45%. Chương trình sale tưng bừng mừng đại lễ với mức khuyến mại dao động từ 20 đến 49% của Coopmart. Chương trình giảm giá từ 10 đến 40% cho hơn 300 mặt hàng của Lotte Mart. Tất cả các chương trình khuyến mãi của các nhà bán lẻ đều kéo dài từ hôm nay cho đến hết ngày 4 tháng 9. Vấn đề đang được quan tâm khi xuất khẩu sang thị trường EU.
Thưa quý vị, đến ngày 31 tháng 12 năm nay, quy định của Liên minh châu Âu EU về chuỗi cung ứng không gây phá rừng và suy thoái rừng, gọi tắt là EUDR, sẽ chính thức có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa là chỉ những sản phẩm không gây phá rừng và hợp pháp mới được nhập khẩu vào thị trường này. Đây là lúc các doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng thích ứng, có kế hoạch tuân thủ, đặc biệt là đối với ngành hàng gỗ, cao su và cà phê sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Diện tích trồng cà phê ở Việt Nam đứng thứ 6 trên gần 80 nước trồng cà phê và được trồng chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên. Hiện các hợp tác xã và bà con nông dân đã được phổ biến kỹ về quy định này. Trước kia bà con nông dân ở trong hợp tác xã đã có một số hộ đạt tiêu chuẩn hữu cơ của châu Âu. Thì trong cái quá trình làm việc với các đơn vị tư vấn, đơn vị giám sát thì họ cũng đã khuyến cáo bà con là không chặt phá cây rừng, không trồng trên đất rừng. Vì quy định nhằm vào những mặt hàng có tác động lớn đến nạn phá rừng nên về lâu dài, các doanh nghiệp cần tính đến bài toán lợi ích lâu dài. Luật của châu Âu là thực hiện rất là nghiêm khắc, và nếu như họ phát hiện rằng là họ thẩm định ấy, như tôi nói là thẩm định mà phát hiện rằng là cái sản phẩm của mình mà làm sai, tức là sử dụng cái trên trồng trên cái vùng nguyên liệu mà không được phép khai thác để trồng như tiêu điều ấy, thì họ sẽ cấm và xuất khẩu vào cái thị trường và trong tương lai và ảnh hưởng đến các ngành xuất khẩu chủ lực của mình. Chúng tôi sẽ lấy vào vùng nguyên liệu và tập trung vào các đất nông nghiệp. Chúng tôi không quay về đất rừng nữa, và chúng tôi sẽ đi lấy đất nông nghiệp để chúng tôi trồng demo và trồng liên kết cũng tại đất các vùng nông nghiệp, tại các vùng lân cận như Hòa Bình, Lai Châu và Sơn La. Tuy nhiên, hiện còn nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định, các tiêu chí cần tuân thủ của quy định, dù là các cơ quan chức năng đã tích cực phổ biến quy định này, do đó cần nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hơn nữa. Ở Việt Nam thì có 3 loại mặt hàng nằm trong lĩnh vực đó là gỗ, cà phê và cao su. Thế thì về phía Việt Nam thì đã phối hợp rất nhiều từ những năm ngoái. Làm việc với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu đã có những đối thoại rất là tích cực trong vấn đề chia sẻ thông tin và làm thế nào để giúp đỡ cho Việt Nam có thể thích ứng với vấn đề thực hiện cái quy định này. Việc tuân thủ và tận dụng tốt quy định của EU sẽ đem đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, xây dựng uy tín, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp, đối tác có chuỗi cung ứng, sản phẩm bền vững, nguồn nguyên liệu hợp pháp, chất lượng là sự lựa chọn ưu tiên với bạn hàng châu Âu. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi có hiệu lực. Từ tháng 8 năm 2024, ngoài các phương án được hỗ trợ như đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì phương án hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những phương án thiết thực, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động. Người có đất thu hồi được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cần đáp ứng các điều kiện, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết thủ tục cho người có đất thu hồi vay vốn và có bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật đối với mức vay trên 100 triệu đồng. Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, không bao gồm thời hạn gia hạn hợp đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định triển khai nghị quyết số 39 ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đáng chú ý, về giải pháp về hạ tầng giao thông đường bộ để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông và hạn chế tai nạn giao thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương để nhanh tiến độ thi công các tuyến giao thông trọng điểm, để góp phần chia sẻ bớt lưu lượng phương tiện giao thông cho các tuyến đường đang quá tải. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát kiến nghị mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu, các nút giao thông trọng yếu thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch trọng điểm như đường cao tốc, đường vành đai, các tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành. Tỉnh cũng yêu cầu tạo mạng lưới giao thông cơ bản hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh và khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác sử dụng. Đồng thời phát triển hệ thống đường sắt trên địa bàn tỉnh để góp phần chia sẻ áp lực với giao thông đường bộ.
Chuyển sang các thông tin y tế giáo dục. Thưa quý vị, theo chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5 2023, nguồn nhân lực phục hồi chức năng phải đạt tỷ lệ tối thiểu 0,5 nhân viên y tế trên 10.000 dân. Đây là thách thức lớn của ngành y tế Đồng Nai. Theo Sở Y tế Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 4 đơn vị tuyến tỉnh và 3 đơn vị tuyến huyện có khả năng cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành, gồm các bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Đa khoa Thống Nhất, Nhi đồng Đồng Nai, Y dược cổ truyền và Trung tâm Y tế các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu. Từ nay đến năm 2030, Đồng Nai dự kiến chỉ có thể đạt được tỷ lệ 0,2 nhân viên y tế phục hồi chức năng trên 10.000 dân. Để đạt chỉ tiêu 0,5 người trên 10.000 dân cần phải có nhiều giải pháp. Trong đó phải ưu tiên đào tạo nhân lực tại chỗ và xây dựng vị trí việc làm về phục hồi chức năng để có cơ sở bố trí nhân lực cũng như các quyền lợi liên quan. Các đơn vị y tế hướng đến có bộ phận hoặc có khoa phối hợp hoặc chuyên khoa về phục hồi chức năng. Theo Sở Y tế Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có khoảng 243.500 người cần hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ y tế phục hồi chức năng. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai kịp thời cứu sống bệnh nhi 13 tuổi, tạm trú tại xã Sông Trầu, huyện Trắng Bom, bị sét đánh ngưng tim ngưng thở 15 phút ngoại viện. Đây là trường hợp rất hy hữu và đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi tiếp nhận xử lý trường hợp như thế này. Theo đó, bệnh nhi khi đang chơi ngoài trời thì bị sét đánh trúng. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng 115, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã nhanh chóng điều động xe cấp cứu và đội ngũ nhân viên y tế đến hiện trường. 15 phút sau, bệnh nhi được đưa đến khoa cấp cứu bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, không phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện hồi sức tim phổi cho người bệnh. Tiến hành cấp cứu ngưng tim, ngưng thở cho bệnh nhân, đặt nội khí quản, bắt bóng và hồi sức tim ngoài lồng ngực. Thì trong khoảng 5 phút thì bệnh nhân bắt đầu có mạch lại, nhưng mà đó là những cái mạch rung thất. Thì mình đã tiến hành sốc điện và dùng cái thuốc chống loạn nhịp. Thì qua 3 lần sốc điện thì tổng thời gian hồi sức là khoảng 15 phút. Thì sau đó bệnh nhân có tim trở lại và vẫn có những cái rối loạn nhịp đi theo. Thành ra là mình vẫn tiếp tục duy trì cái thuốc chống loạn nhịp và đảm bảo cái sinh hiệu của huyết mạch, huyết áp bệnh nhân cũng như là ổn định cho bệnh nhân thở máy. Tổng thời gian là khoảng 30 phút. 30 phút thì ở ngoài hiện trường là khoảng 15 phút, là lúc đó cũng có ép tim ngoài lồng ngực nhưng mà chỉ là cơ bản thôi. Sau có 15 phút sau là khi mà vô bệnh viện thì mình mới tiến hành hồi sức nâng cao. Sau khi xử trí ban đầu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã liên hệ và chuyển người bệnh sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị tích cực. Tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, rối loạn nhịp tim nặng. Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cho bệnh nhân thở máy, sử dụng thuốc chống loạn nhịp và hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm chống phù não. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh, ngưng máy thở, não phục hồi, tri giác tốt, gần như không có di chứng và được ngưng máy hạ thân nhiệt. Ngày thứ 3, là thấy cháu nhúc nhích kia giò được cũng mừng. Qua ngày thứ 4 thì thấy cháu mở mắt liền diên như giống như mà bé mới sinh ra, mới chào đời, mở mắt liền diên thấy cũng mừng quá trời. Tới nay thấy cháu cũng tiến triển được nhờ các bác sĩ, cũng tận tình trời giúp cho bé thì cũng mừng, cũng cảm ơn rất là nhiều, không biết nói gì được nên lời hết, chỉ biết cảm ơn thôi. Chứ ngoài ra không biết làm gì được vì mẹ cũng yếu, làm hoàn cảnh cũng khó khăn nữa. Em bé vào bệnh viện thì em bé ngưng tim và tổn thương não rất là nhiều, toan máu rất là nặng, tổn thương gan và có tổn thương một số cơ quan nữa. Khi mà tiếp nhận em bé này là bắt tay ngay và áp dụng những kỹ thuật cao cấp nhất, và đây là những kỹ thuật mà gần như là cao cấp nhất hiện nay đối với hồi sức nhi một cái em bé như thế này. Và chúng tôi còn secure thêm một cái phương pháp nữa, đó là chúng tôi còn dự trù nếu như mà trong trường hợp những phương pháp này mà nó chưa đảm bảo, chúng tôi phải chạy lọc máu liên tục hoặc là phải tham vấn để mà điều trị thêm ECMO, tức là tuần hoàn ngoài cơ thể. Nhưng mà rất may là chúng tôi không phải áp dụng những phương pháp đó. Với những trường hợp bị sét đánh gần như sẽ tử vong, và với những trường hợp ngưng tim 30 phút như em bé này, xác suất để cứu sống chỉ khoảng dưới 5%. Việc cứu sống được trường hợp này cho thấy những bước tiến rất lớn của y tế Đồng Nai khi làm chủ được các kỹ thuật chuyên môn cao, vận hành tốt hệ thống cấp cứu ngoại viện và hiệu quả từ sự phối hợp rất nhịp nhàng chặt chẽ giữa các đơn vị. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, yêu cầu các sở giáo dục đào tạo cần tổ chức cho học sinh thi thử khi có điều kiện,
tăng cường tập huấn các quy định nhiệm vụ cho học sinh, giáo viên và cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí và tăng cường hiệu quả các khâu của kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 với 3 buổi thi. Thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc ngữ văn toán và 2 môn tự chọn trong số các môn học ở lớp 12. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Trường sĩ quan lục quân 2, 27 tháng 8 năm 1961, 27 tháng 8 năm 2024, mới đây nhà trường đã tổ chức hành quân về nguồn tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, đoàn đã tham quan và dâng hương tại khu lưu niệm của nhà trường, đồng thời ôn lại những truyền thống anh hùng của nhà trường từ những ngày đầu thành lập. 63 năm về trước, trên mảnh đất này, ngày 27 tháng 8 năm 1961, Trường Quân Chính Sơ Cấp Quân Giải Phóng Miền Nam, tiền thân của Trường Sĩ Quan Lục Quân 2, Đại học Nguyễn Huệ, ngày nay được thành lập. Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, vừa chiến đấu vừa đào tạo, bổ sung hàng vạn cán bộ cho chiến trường miền Nam, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dịp này, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương trao tặng 40 xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi và 10 phần quà cho các hộ gia đình còn hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Hiệp với số tiền hơn 100 triệu đồng. Hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ và Bảo vệ Phát triển rừng huyện Trảng Bom đã tổ chức hội thao kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 500 đội là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 8 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 9 vụ cháy lớn và hàng chục vụ cháy nhỏ. Thiệt hại về người đã làm 3 người chết và 3 người bị thương. Thiệt hại về tài sản, các vụ cháy đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân cháy nổ chủ yếu là do người đứng đầu cơ sở chưa triển khai, thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ chưa đủ mạnh để có thể khống chế ngay khi đám cháy mới phát sinh, cũng như phương tiện phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu với tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế hiện nay. Ý thức về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của quần chúng nhân dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Hội thi ngày hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt rất là quan trọng. Một mặt là tạo ra cái nhận thức mới, cái hành động mới cho lực lượng bảo vệ phòng cháy chữa cháy ở cơ sở. Và một mặt khác cũng là cái dịp để chúng ta kiểm tra lại cái công tác phòng cháy chữa cháy ở đơn vị mình trong thời gian qua. Từ kiểm tra này, ban tổ chức mong rằng các đơn quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn xem công tác phòng cháy chữa cháy là một việc làm thiết thực, một công tác có ý nghĩa quan trọng, không thể thiếu và luôn gắn liền với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như đơn vị mình. Sau lễ khai mạc, gần 500 đội viên đội chữa cháy của hơn 90 đội đại diện các xã thị trấn, cơ quan hành chính sự nghiệp và các cơ sở doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn huyện Trảng Bom đã bước vào kiểm tra nội dung đội hình tổng hợp 300 m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Đặc biệt nét mới năm nay là các đội phải thực hiện thêm 2 bước gồm đeo mặt nạ phòng độc và dùng kìm cộng lực bẻ khóa phá cửa để cứu người. Đến với hội thao năm nay, các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở đã có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, đặc biệt là các kỹ năng vận động, chữa cháy, cứu hộ đã được nâng lên rõ rệt. Tới với hội thao ngày hôm nay thì tôi cảm thấy nó có một điều rất là mới mẻ, đó là được có mặt nạ phòng độc và trang bị ổ cắt khóa. Tôi cảm thấy chúng tôi đang phòng cháy ngoài đời thật. Chữa cháy này giúp chúng tôi có thể chữa cháy kịp thời và khắc phục tất cả những vấn đề mà do chữa cháy mang lại, nâng tầm hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giúp những thoát hiểm này kia để hướng dẫn người dân, để di tản người dân. Theo ban tổ chức, hội thi kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8, là hoạt động hàng năm để hưởng ứng ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10. Qua đó nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao khả năng xử lý các sự cố cháy nổ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.